Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Đội hình Việt Nam Ả Rập Xê Út thể Bắc tất tay. Không còn gì để mất, đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận đấu gặp Ả Rập Xê Út. Kết thúc lượt đi vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam toàn thua sau cả năm trận và đứng bét bảng trước đối thủ vượt trội hơn về mọi mặt huấn luyện viên park hang seo có lẽ muốn chơi một ván bài tất tay ở trận đấu này nhằm tạo ra bất ngờ cho ả rập xê út với tình hình nhân sự hiện tại thật khó để ông thầy người hàn quốc có thể tạo ra nhiều sự thay đổi trong đội hình đình trọng chấn thương bộ ba trung vệ tốt nhất của đội tuyển việt nam chắc chắn vẫn là tiến dũng ngọc hải và duy mạnh trong khung gỗ cũng không ai có thể cạnh tranh với bùi tấn trường vào lúc này Hai vị trí chạy cánh nhiều khả năng sẽ được làm mới ở trận cầu này. Ở trận gặp Nhật Bản, Văn Thanh và Hồng Duy đều đã thi đấu không tốt. Bên phía cánh phải Hồ Tấn Tài nên được xuất phát ngay từ đầu khi cầu thủ này luôn chơi ăn ý với Tiến Linh. Còn ở cánh đối diện, khả năng hỗ trợ phòng ngự của Xuân Mạnh được đánh giá cao hơn Hồng Duy. Ở tuyến giữa, Quang Hải sẽ đá cặp với Hoàng Đức khi mà Tuấn Anh trong những trận đấu gần đây không có được phong độ cao. Trên hàng công, bộ ba là Văn Toàn, Công Phượng, Tiến Linh hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều sự đột phá. Ngoài ra, ở băng ghế dự bị, Hà Đức Trinh hay Phan Văn Đức cũng sẽ sẵn sàng vào sân khi cần thiết. Đội hình dự kiến bên phía đội tuyển Việt Nam: Tấn Trường, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Hoàng Đức, Quang Hải, Tấn Tài, Văn Toàn, Công Phượng, Tiến Linh. Ả Rập Xê Út có các cầu thủ là Aliami, Angan Al Nam, An Amri, Abdulahi, Adgwassari, Dasari, Anmanki, Al Farai, Alfarai, Amouwalat và Anbrickan. Xin được chuyển sang một thông tin khác, nhà báo Ả Rập tiết lộ lý do khiến Ả Rập Xê Út có thể nhận kết quả đau đớn trước Việt Nam. Nhà báo Al-Farai yêu cầu tuyển Ả Rập Xê Út không được chủ quan dù chỉ phải đối mặt với đội cuối bảng Việt Nam ở trận cầu tới. Chia sẻ trong chương trình truyền hình có tên Action with Walid, nhà báo Al-Farai đánh giá tuyển Ả Rập Xê Út sẽ đối mặt với không ít thách thức trước Việt Nam. Nhà báo này cho rằng, tuyển Ả Rập Xê Út phải đối mặt với nhiều nguy hiểm ở cuộc đối đầu với Việt Nam sắp tới. Tuyển Việt Nam xếp cuối bảng và họ không còn nhiều áp lực như đội đầu bảng Ả Rập Xê Út. Việt Nam biết bản thân không còn cơ hội đi tiếp nên sẽ thoải mái chơi bóng. Không phải bất cứ lúc nào đội bóng đứng đầu bảng cũng có thể giành được kết quả tốt trước đội xếp cuối. Trận đấu giữa Ai Cập và Angola tại vòng loại World Cup khu vực châu Phi là ví dụ điển hình. Đội dẫn đầu Ai Cập chỉ giành được một điểm ở trận cầu này. Họ trải qua 90 phút đầy khó khăn khi bị đội cuối bảng là Angola dẫn trước tới hai bàn. Trận cầu tới nếu chúng ta có được kết quả hòa trước Việt Nam thì cũng chẳng khác nào một trận thua. Điều này át hẳn sẽ gây ra áp lực rất lớn cho tuyển Ả Rập Xê Út. Ngoài nhà báo Al-Farai, tờ Quora cũng gửi lời cảnh báo tới Ả Rập Xê Út xét trên lý thuyết ả rập xê út trội hơn việt nam về nhiều mặt tuy nhiên thầy chó huấn luyện viên park hang seo vẫn có một số lợi thế một trong số đó phải kể tới việc việt nam có lợi thế sân nhà và được các cổ động viên cổ vũ trên sân điều này được thể hiện rõ ở trận gặp nhật bản khi tinh thần các cầu thủ việt nam được cải thiện đáng kể họ thi đấu mạnh mẽ trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều nhật bản trong trận cầu đối mặt với không ít khó khăn họ chỉ ghi được một bàn duy nhất vào lưới việt nam còn nhớ ở trận lượt đi dù chơi trên sân của Ả Rập Xê Út nhưng Việt Nam mới là đội mở tỷ số, nhưng đáng tiếc thay Duy Mạnh phải nhận thẻ đỏ trong hiệp 2, qua đó khiến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bị chọc thủng lưới 3 lần và thua chung cuộc 1-3. Huấn luyện viên Park chiên nửa vui buồn trước trận gặp Ả Rập Xê Út. Huấn luyện viên Park Hang-seo cần có sự tính toán về kế hoạch sử dụng nhân sự đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 tới đây. Tối ngày 16 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại Ả Rập Xê Út ở lượt về vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình. Được thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ của các khán giả, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hy vọng có thể tạo nên bất ngờ với kết quả tốt hơn sau khi từng dẫn trước để rồi thua ngược tại trận lượt đi. Trước thềm trận đấu, tình hình nhân sự của đội tuyển Việt Nam đã có nhiều thay đổi khi huấn luyện viên Park Hang-seo loại 3 cầu thủ là Nguyễn Văn Toản, Nhâm Mạnh Dũng và Hồ Thanh Minh. Mới đây, chiến lược gia người Hàn Quốc lại chiên nửa vui buồn về lực lượng của đội tuyển. Theo đó, tiền vệ Trần Minh Vương vẫn chưa đủ sức khỏe và khả năng cao tiếp tục vắng mặt ở trận gặp Ả Rập Xê Út. Cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai đã bình phục chấn thương đầu gối nhưng chưa hoàn toàn đạt thể trạng tốt nhất. Trước đó, tiền vệ 26 tuổi cũng không góp mặt trong danh sách đăng ký trận gặp Nhật Bản. Với việc Minh Vương không đảm bảo thể lực, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam quyết định sẽ cất tiền vệ này lấy lại sức khỏe tốt nhất, chuẩn bị cho AFF Cup 2022 khởi tranh vào ngày 5 tháng 12 năm 2021. Trong khi đó, trung vệ Trần Đình Trọng lại mang đến những thông tin tích cực về tình hình chấn thương. Trung vệ sinh năm 1997 đang có những dấu hiệu hồi phục tốt sau khi bị giãn dây chằng cổ chân ở buổi tập trước màn so tài với đội tuyển Nhật Bản. Dẫu vậy thì Đình Trọng cũng sẽ không kịp trở lại cho trận đấu gặp Ả Rập Xê Út sắp tới. Theo chẩn đoán, cầu thủ đang khoác áo Hà Nội FC cần khoảng 2 tuần để bình phục. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê Út sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 16 tháng 11. Tiếp tục bản tin với một thông tin khác, huấn luyện viên Park có bài toán chưa thể giải ở tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park chia sẻ sau thất bại 0-1 trước Nhật Bản hôm 11 tháng 11. Bốn năm rồi gần như chúng ta không có thêm tiền đạo chất lượng tốt nào. Sau Anh Đức, Tiến Linh và Đức Trinh, tuyển Việt Nam có nhiều tiền đạo nhưng không ai hơn. Đa số đội V-League sử dụng tiền đạo ngoại. Đây là thực trạng đáng buồn của đội tuyển Việt Nam trong suốt 3 năm qua. Chiến lược sang người Hàn Quốc cũng đã thực hiện những thử nghiệm nhưng không hiệu quả. Những thử nghiệm không thành Thời điểm này, huấn luyện viên Park chỉ còn hai trung phong đúng nghĩa là Đức Trinh và Tiến Linh. Ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, ông cần nhiều sự lựa chọn hơn để tạo ra bất ngờ với các đối thủ, nhất là khi Đức Trinh đang không có phong độ cao. Tất nhiên, huấn luyện viên Park không thể tìm ra nhân tố mới. Ông đã gọi Xuân Nam tiền đạo dạng khá ở V-League lên thử nghiệm, nhưng rồi cũng trả về câu lạc bộ. Trước đó, Đình Kha, đồng đội của Xuân Nam chịu cảnh tương tự. Trong vòng 3 năm qua, huấn luyện viên Park gọi nhiều tiền đạo nội lên tuyển nhưng không sử dụng được nhiều. Việt Phong chân sút của câu lạc bộ Việt theo được triệu tập và cho ra sân ở các trận đấu gặp Indonesia và UAE ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Tuy nhiên anh không thể hiện được nhiều và không còn góp mặt ở những đợt tập trung sau đó. Đến vòng loại thứ ba, Tuấn Hải, cầu thủ khá đa năng, có thể chơi nhiều vị trí trên hàng công, được thử sức trong hiệp 2 trận gặp Oman. Anh có một số tình huống phối hợp ổn với các đồng đội, nhưng chừng đó là không đủ để huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục đặt niềm tin cho anh. Đến trận gặp Nhật Bản, huấn luyện viên Park gạch tên tiền đạo câu lạc bộ Hà Tĩnh khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Huấn luyện viên Park từng gọi và cho Mạc Hồng Quân thử sức cho vị trí tiền đạo cắm. Cầu thủ Việt Kiều có sở trường là tiền vệ trung tâm nhưng cũng từng sắm vai trung phong dưới thời huấn luyện viên Toshiya Miura. Tuy nhiên anh không đáp ứng được những yêu cầu của huấn luyện viên Park và bị loại. Hà Minh Tuấn, Hồ Tuấn Tài đều là những tiền đạo chơi ổn trong màu áo câu lạc bộ và được huấn luyện viên Park gọi lên tuyển nhưng cũng không để lại dấu ấn vì chấn thương. Ngân Văn Đại tiền đạo từng chơi rất hay trong màu áo câu lạc bộ Sài Gòn thi đấu tốt ở câu lạc bộ Hà Nội, được huấn luyện viên Park điền tên vào danh sách dự Asian Cup năm 2019. Tuy nhiên anh không được chơi ở vị trí sở trường mà phải sắm vai một cầu thủ chạy cánh. Ngoài ra huấn luyện viên Park còn gọi nhiều tiền đạo trẻ như Nhâm Mạnh Dũng, Hồ Thanh Minh, Trần Văn Đạt lên tuyển Việt Nam, nhưng do khoảng cách về trình độ, kinh nghiệm, họ đã không thể trụ lại. Thực trạng ở V-League, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, cựu thuyền trưởng câu lạc bộ Sài Gòn từng chia sẻ: các đội bóng ở V-League ưa chuộng sử dụng ngoại binh châu Phi Nam Mỹ cho vị trí tiền đạo. Những huấn luyện viên cần mẫu cầu thủ có thể xoay sở tốt trong không gian hẹp, tự hoạt động độc lập, vì vậy cơ hội cho tiền đạo nội là không nhiều. Những đội bóng mạnh ở V-League 2021 đều có những tiền đạo chất lượng. Hoàng Anh Gia Lai có Washington Brandao, câu lạc bộ Hà Nội sở hữu Giovanni Magno, Bruno Cantahe, còn câu lạc bộ Viettel sử dụng Petro Paulo. Trong top 5 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất V-League 2021, chỉ một mình Văn Toàn là nội binh. Bốn cái tên còn lại là Rodrigo Diaz, Osocona của Nam Định, Rafael Son Fernandez của câu lạc bộ Đà Nẵng và Edison của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Hiếm có trung phong Việt Nam nào có thể cạnh tranh được với những ngoại binh, ngay cả Đức Trinh, tuyển thủ quốc gia cũng phải thi đấu giạt cánh để nhường vị trí cho Rafael Son. Đây là điều nhiều tiền đạo khác như Xuân Nam Tuấn Tài cũng gặp phải ở V-League. Nhưng khác với Đức Trinh, họ không được thường xuyên ra sân. Vì vậy các tiền đạo nội không có nhiều cơ hội thi đấu, dẫn đến việc huấn luyện viên Park không thể tìm ra những tiền đạo tài năng để làm mới hàng công tuyển Việt Nam. Tiến Linh là trung phong hiếm hoi thường xuyên đá chính ở câu lạc bộ Bình Dương và trở thành chân sút số 1 trong tay huấn luyện viên Park. Đây là điều chúng ta có thể thấy được ở Lê Công Vinh trước đây. Chân sút người Nghệ An thi đấu ở các đội bóng lớn phải cạnh tranh với nhiều tiền đạo ngoại nhưng vẫn chiếm suất đá chính ở câu lạc bộ. Đặng A Bi, vua phá lưới v 2004 từng chia sẻ: "Công Vinh là mẫu tiền đạo nhiều năm rồi mà tuyển Việt Nam chưa có. Cậu ấy chuyên nghiệp và là người duy nhất có thể cạnh tranh với tiền đạo ngoại. Cậu ấy luôn quyết tâm giành vị trí chính thức ở bất cứ câu lạc bộ nào. Công Vinh cũng chơi tốt." Thiếu tiền đạo là điều tồn tại ở tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua. Chúng ta có những cầu thủ hộ công chạy cánh giỏi như Văn Quyết, Công Phượng, Văn Đức, Văn Toàn, nhưng vị trí trung phong vẫn là một bài toán chưa có lời giải. Sau thời Công Vinh, các huấn luyện viên Mai Đức Chung, huấn luyện viên Park phải gọi lại anh Đức, người từng tuyên bố chia tay sự nghiệp đội tuyển. Giờ đây huấn luyện viên Park phải tiếp tục tin tưởng Tiến Linh, Đức Trinh, hai cầu thủ đã đồng hành cùng ông suốt 3 năm qua và không tìm ra được gương mặt mới nào. Một cách khác ông có thể cho Công Phượng đá tiền đạo cắm như Asian Cup 2019, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là phương án tạm thời. Có lẽ huấn luyện viên Park phải tiếp tục chịu đựng cơn đau đầu này ít nhất là ở AFF Cup giải đấu diễn ra vào cuối năm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.